Bây giờ chúng ta sẽ đến với cô qua phần 2 la mã luyện tập nhé. Chúng mình sẽ cùng vào bài tập số 1, sách giáo khoa trang 94. Hãy tìm những chi tiết trong bài Hịch Tướng Sĩ thể hiện thái độ vừa nghiêm khắc vừa khoan dung của Trần Quốc Tuấn đối với binh sĩ dưới quyền. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những chi tiết. Trong văn bản Hịch Tướng Sĩ. Thể hiện. Thái độ của Trần Quốc Tuấn. Vừa nghiêm khắc. Vừa khoan dung. Dưới quyền. Muốn làm được bài tập số 1 này, các bạn sẽ phải giở lại văn bản Hịch Tướng Sĩ đã học từ những buổi trước. Các con sẽ tìm cho cô được những chi tiết đó. Ở trong văn bản này có rất là nhiều đoạn văn. Tuy nhiên thì không phải đoạn văn nào, chi tiết nào chúng ta cũng thấy phù hợp với nội dung yêu cầu đề bài. Theo cô, các bạn có thể lựa chọn những cái chi tiết và đoạn văn sau đây. Các bạn có thể thấy ở đoạn đó là bắt đầu từ chỗ nay các ngươi. Cho tới phòng có được không? Theo cô, đây là một chi tiết, một đoạn văn khá là quan trọng, cũng đã thể hiện được yêu cầu của đề bài. Đó là thái độ của Trần Quốc Tuấn vừa rất là nghiêm khắc, chỉ ra cho các binh sĩ dưới quyền thấy được là nếu chúng ta không đánh giặc thì tất cả những cái điều kiện trong cuộc sống chúng ta sẽ không đạt đạt được. Cụ thể như sau: nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc thái thường để đại yến ngụy sứ mà không biết căm, hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển. Vào đoạn sau, tác giả viết: lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ bị bắt đau xót biết chừng nào. Chẳng những tài ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng mất. Chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn. Chẳng những xã tắc, tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ của cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên, vân vân. Và đến câu cuối cùng thì Trần Quốc Tuấn có đưa ra một câu hỏi: lúc bấy giờ dẫu các ngươi muốn vui vẻ, phỏng có được không? Đây là một lời dạy vô cùng là nghiêm khắc, nhưng cũng thể hiện được thái độ vừa khoan dung của Trần Quốc Tuấn đối với binh sĩ dưới quyền. Trong văn bản này, theo cô thì cũng còn một vài chi tiết nữa. Và một chi tiết nữa cô có thể kể cho các bạn. Đó là chúng ta có một chi tiết thứ hai. Các bạn có thể giở sách cho cô ở trang số 58. Đó là nếu vậy. Câu nếu vậy cho tới trong trời đất nữa. Nếu vậy rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Đây là một câu nói cô nghĩ rằng là phù hợp thái độ khoan dung nhưng vô cùng nghiêm khắc của Trần Quốc Tuấn đối với binh sĩ dưới quyền. Câu nói này đã thúc được tất cả các binh sĩ phải ra sức học tập binh tư hiếu yếu lược để có thể đủ sức để có đánh lại giặc Nguyên Mông. Và đối với quân và dân nhà Trần, các con thấy rằng là ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông là một trong những chiến tích rất là vẻ vang trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của chúng ta. Và sở dĩ có được những thắng lợi đó, đó chính là cái sự lãnh đạo của những vị tướng tài ba, và Trần Quốc Tuấn là một trong số những vị tướng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với bài tập số 2,
Các bạn lại trở lại bài tập số 2 trang số 94 cùng với cô. Bài tập số 2 là đọc đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi. Đây là một đoạn trích trong văn bản lão học của nhà văn Nam Cao. Các bạn cùng đến với cô bài tập số 2. Yêu cầu của bài này là như sau. Dựa vào đoạn trích và những điều em đã biết về chuyện lão học, hãy xác định vai xã hội của hai nhân vật tham gia cuộc thoại trên. Để xác định được vai xã hội thì con có